Thật sự là mình rất là hoang mang khi một nơi bán hàng chính hãng có tiếng lại bán những mặt hàng như thế này. Áo Champion chính hãng mà một củ mua được 5 cái còn thua local brand nữa thì hơi su nha. Cũng là cầm một củ đi review mà hôm nay mình đi nó rất là lạ nha mọi người. Chuyện là từ trước tới giờ các bạn cũng đều biết là bên Cham Cham Authentic này là một cái nơi bán hàng hiệu rất là nhiều. Từ phụ kiện cho tới quần áo của những brand nổi tiếng thì bên đây đều có. Như đây là cái nón Stussy của Lisa đỏ trong một tiếng thôi mà cháy hàng trên toàn cầu nè mọi người. Khúc này là còn vô tư giới thiệu cho mọi người mấy cái brand của bên này chứ chưa tới cái khúc Sugana nè. Nói chung thường là những cái brand này mọi người đã thấy nhiều ở trên kênh mình rồi, như là Antisocial này, MLB hay là Rip and Dip. Những cái brand nước ngoài này phải nói là thiết kế của nó cực kỳ đẹp luôn, như con Stussy này là quá tới công chuyện. Đang xem mẫu xem giá trên iPad mà tự nhiên thấy cái gì nó hơi khựng khựng nghe. Áo Champion chính hãng mà chưa tới 200 cành là một dấu hỏi lớn nha, không phải là cái gì rẻ thì cũng bán được đâu. Hỏi ra mới biết là chương trình tới ngày 4 tháng 9 và số lượng có hạn mới được cái giá đó. Mỗi ngày sẽ có một vài mẫu và tem tạc vẫn còn đầy đủ. Cam kết chính hãng tới chọn đời phát hiện pha ke đền gấp 10 lần, đây là chính miệng nhân viên ở đây nói nha mọi người. Rồi ok luôn, bay chưa tới cũ vui vẻ. Em thách anh đếm hết giày ở giày cũ hàng hiệu. Trời ơi, cứu tôi. Ý em nói là đây á hả? Là đây á hả? Rồi còn đây nữa. Rồi còn ở đây nữa nè. Chưa hết luôn. Hôm nay chị mày đã có mặt tại giày cũ hàng hiệu nằm tại số 518-2 Lê Văn Thọ, phường 16 quận Gò Vấp. Mấy em Nike này là chơi một cũ một chút xíu thì mình sẽ để riêng dưới đất để dễ đếm nha. Sau một hồi đếm lò con mắt thì ở cái kệ bên phải sẽ có 153 đôi, kệ bên trái sẽ có 158 đôi, tổng cộng sẽ là 311 đôi cho hai kệ đầu tiên nha. Thường mà chơi một cũ sẽ có mấy em Jordan hoặc là mấy em Nike Blazer, còn lại mình thấy đều dưới một cũ hết á mọi người. Còn bên cái kệ Jordan này sẽ có 65 đôi dưới và 70 đôi trên nha. Trời đất ơi, quá trời mệt rồi. À mà mọi người khỏi lo, mấy em này tất cả đều là giày chính hãng và được cam kết tới chọn đời luôn nè. Và nếu đã có hàng second hand thì chắc chắn phải có hàng mới. Mà đúng kiểu là hàng mới nhưng mà giá second hand nha, nguyên kệ này toàn dưới cũ thôi mà. Ô là trời, tới cái kệ này đúng chấn động luôn mọi người. Mọi người coi nguyên một cái hàng F1 với lại Nike Mo Nhác rồi Van với Converse nữa kìa. Bên dưới đây sẽ có một số MLB hàng mới nữa nè. Ta nói ta đếm xong 238 đôi vậy ta tưởng hết rồi, ai về còn đóng cho bếp nữa. Gọi là thêm 58 đôi dưới một cũ, 12 đôi chơi một cũ đó. Còn nguyên một đống chà bá trên kho nữa nha. Tụi bay ơi đừng bắt tao đếm nữa, tao năn nỉ tao chấp nhận thua. Trải nghiệm lần đầu tiên cầm một củ nhưng mua được tận 2 đôi giày chính hãng. Trời đất ơi, bộ bán không có lời hay gì trời. Hôm nay chỉ với một củ trong tay, chim mì sẽ dẫn các bạn đi giày bám bụi nằm tại địa chỉ 31/1 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình. Rồi, ở cái kệ đầu tiên chủ yếu sẽ là size nam, mấy em này hầu như là đều dưới một củ hết nha mọi người. Và mọi người khỏi lo là mấy em này đều được cam kết chính hãng cái tới cuối đời luôn nha. Mấy em second hand bên kệ này sẽ có giá hơi cao một xíu. Chứ như mấy con Balenci Yeezy hay là Jordan mà dưới một củ chắc lần tôi múc 10 đôi quá. Rồi, mấy bà bè bình tĩnh đừng nôn nóng, cái kệ này sẽ dành cho mấy chị em nè. Ơi mà tôi đi biết bao nhiêu shop mà tôi để ý là cái giày second hand size nữ lúc nào kiểu dáng nó cũng đẹp với lại độc hơn của size nam hết trơn á. Ngoài dép và phụ kiện mới ra thì bên đây còn có bán giày mới nữa nha, như là Yeezy, Fila, Van và chắc chắn là phải có MLB. Jordan với lại Nike Air Max có một số con line new giá cực kỳ tốt luôn mọi người. Còn anh chị nào mà tính đồ của Air Force One thì bu vô cái kệ này liền. Tùm lum mẫu tùm lum size mà làm biến lựa luôn á. Chu cha mẹ ơi, chấn động đến lúc tính tiền tôi mới biết là từ ngày 1 cho tới ngày 7 tháng 5 từ 5 giờ cho tới 7 giờ chiều là sẽ được tính giá gốc cho 10 con đầu tiên. Vậy là hai đôi giày của tôi chưa tới một củ nữa trời đất ơi. Còn lại ngoài cái khung giờ đó ra nguyên cái shop được giảm 10%. Rồi xong khúc này thân phận bại lộ bị bắt chụp hình chung liền. Bóc trần sự thật về một nơi chuyên bán MLB cho học sinh sinh viên đang khá là có tiếng tăm và được cực kỳ nhiều những nhân vật hot hit review. Hôm nay chị mình sẽ dẫn các bạn đi đâm ba MLB Authentic nằm tại địa chỉ 155 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ta nói là chưa thấy có gì mà tôi thấy quá chục với đất dép luôn rồi. Như là cái em Adidas này mọi người đi từ lúc 12 giờ cho tới 2 giờ chiều là tự nhiên nó còn có phần nửa giá à, ngộ hen. Còn một số em dép đúc cao su của Tommy Hilfiger thì khỏi nói rồi, bao sang bao đi mưa luôn. Mà đã chuyên MLB mà không có dép MLB thì cũng kỳ, nên là ở đây cũng có luôn nha. Phụ kiện thì thôi rồi, túi nón ba lô quá trời luôn, sắm một đống đi chơi lễ 30/4, 1/5 là hết sẽ có bà bảy. Đeo thêm cái ba lô MLB với là quốc thêm một em mà đựng iPad nên là chuẩn sinh viên luôn, còn sinh viên trường nào tôi không biết. Mà tôi biết là ở đây nó bán quá trời quá đất áo thun chính hãng luôn nha. Rồi đó, coi cho đã đi, giờ qua coi già này lan man quá trời. Ngoài MLB ra thì mình thấy ở đây còn có Dumba, Nike, Adidas với Fila đó nha. Như cái phối màu và kiểu dáng này của MLB Mew thì mình thấy rất ít chỗ nào bán đâu mọi người. Còn về mấy em chân kỳ thì hầu như mẫu nào cũng có. Đặc biệt ở chỗ là mấy đôi size của con nít thì ở đây cũng có luôn nha. Giá cả thì chắc chắn phải rẻ hơn store cực kỳ nhiều, tem tạc bao bì và bọc đựng đều là chính hãng hết luôn. Và tổng thiệt hại của ngày hôm nay là 6 món bay gần 4 của máy nha mọi người, quá trời quá đất tốn mà.